À, lại quay về E Hà Leo. Ở đây là cái gì của E Hà Leo anh Tiến Xã Hà Leo, huyện Hà Leo. à? Xã E Leo, huyện Hà Leo. Cái vườn này không phải của anh Tiến nha, cái vườn này là anh Tiến đi qua vườn của anh Tân. VTV đang làm việc bên kia. Trong lúc này tôi muốn nói về tiếng trùng. Hồi xưa là anh cũng trồng tiêu nhiều lắm phải không? À, nghe nói là cách đây mười năm là anh có xài quét hả? Dạ. Và sau đó anh Nguyễn Hữu Nam mất thì anh Sợ thuốc giả không làm. à, anh sợ là quét nó không còn tốt nên anh không làm, và từ đó là vườn tiêu anh xuống luôn. Và đồng thời là anh theo rất là nhiều công ty, thì anh là thích hữu cơ mà đúng không? Anh rất là thích hữu cơ đó, tại vì những cái người mà xài cái, tại vì hồi xưa Tuấn nói luôn, bây giờ mọi người biết rồi, Tuấn là phụ trách về quét từ tháng 7 2019 của anh Nguyễn Hữu Nam, là quét của anh Nguyễn Nam, là Việt kiều Mỹ đó. Anh Hải là phó tổng giám đốc ở thời đó, và Tuấn là người được anh Nguyễn Thanh Hải là chủ nhân của sản phẩm si này. À, chủ nhân của sản phẩm si này. Nhưng Tuấn cũng giống anh, hồi đó em Bình Phước và bốn huyện phía Nam Đắk Nông là Tuấn phụ trách. Sau khi anh Nam mất thì em không phân phối nữa, và 35 đại lý giao lại cho công ty cổ phần thế giới thông minh. À, còn sao mà Tuấn không theo thì thì Tuấn không 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 phân tích ha. Hồi xưa quét là 650 một can, si bây giờ là 700. Bây giờ dài ha, bây giờ chúng ta nói về tiếng trùng. Anh này anh hỏi là làm sao thấy được tiếng trùng. Xin thưa đây, đây là cái vườn đặc trưng của tiếng trùng ha, lá xanh như thế này nha anh. Tiếng trùng á, chúng ta vừa đi vừa nói, tiếng trùng á là nó có ở khắp mọi nơi. Ở trong rừng, anh moi cái rễ của cây rừng lên, vẫn có nốt sần của tiếng trùng. Nhưng một cái rễ, 10 cái rễ thì có một cái nốt, em nói ví dụ vậy. Nhưng khi chúng ta phá rừng ra chúng ta trồng thì tiêu không bị tiếng trùng. Nhưng xong là chúng ta tương hóa chất pH tuột xuống dưới 5, tiếng trùng càng ngày càng phát triển. Tiếng trùng, nếu ai lên YouTube sẽ coi các cái bài về khoa học nước ngoài, tiếng trùng là một loại giun nhỏ. Tiếng trùng nói một cách dễ hiểu, nó giống như con sáng trong đường ruột của mình đó anh. Trong đường ruột của mình phải có sáng. Nhưng những người bị sáng quá nhiều, chui vào trong túi mật này kia nọ khác, là do cơ thể của họ có vấn đề. Tính toan ở trong máu, tôi nói cái này là các cái nhà về khoa học, về y tế sẽ hiểu. Thì giun nó phát triển nhiều lên, thì quay lại tiếng trùng cũng vậy. Khi pH thấp á anh, thì đó là cái môi trường của nó phát triển lên. Nếu chúng ta diệt hết tuyến trùng thì giống như chúng ta diệt hết con sáng trong đường ruột thì con người cũng phải chết luôn. Rồi chúng ta đi ra ngoài với cỏ xiên chì dính dính cái đó, nó là như vậy đó. Nên rằng là ở trên thị trường có rất nhiều loại tuyến trùng. Hồi xưa sau khi anh chia tay với anh bỏ cái web thì anh thay nhiều công ty, anh đổ thuốc tuyến trùng nhiều đúng không? Nhiều loại thuốc tuyến trùng không diệt được đâu cả nhà. Mà xin thưa rằng là khi mà tuyến trùng mà chúng ta mà diệt nó thì tất cả các con khác đều phải chết, trở thành đất chết. Anh biết rằng là 2017 cho tới 2007 tới 2009 thì họ mới sợ con tuyến trùng, họ mới thu mua cái thuốc anh, sau khi lấy cái lá rồi còn cái cây đó, họ mới xay và họ trộn trong phân vi sinh để diệt được, để diệt cái tiếng trùng, vì nó xua đuổi mà, cái nicotine nó xua đuổi. Và cả nhà biết rằng là sau đó bị cấm, tại vì nó xua đuổi được tiếng trùng thì tất cả mọi con khác cũng không còn luôn. Đó là cái thời mà phân vi sinh của 2007 cho tới 2009 đó. Ai ai làm trong trong nghề thì sẽ hiểu được cái này. À, nên là với quy trình của Thuận Thiên để giải quyết được tiếng trùng, đương nhiên những cái cây này thì không thể cứu được đâu, tại vì si nó chỉ phục hồi những cái rễ bị tổn thương dưới 50% thôi anh đó, chứ trên thì không thể à, thì không 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 thể à, nhưng mà chúng ta quay để chúng ta hiểu được đó là nông dân của chúng ta từ cái sai này đi tới cái sai khác. Anh biết rằng là hồi đó 2014 khi mà em nói chuyện với nông dân á, em nói là cái si đó nha, là nó đưa vào trong đất sau 4 tới 6 tháng thì nó trùng đất rất là nhiều. Đó như bây giờ nè, như đất này bị lâu nay không tiêu rẻ quá, không đủ hóa chất nè, em bảo đảm anh trồng lại không bị tiếng trùng. Không bị tiếng trùng nữa, trùng đất pH như thế này không không bị nữa. Nó là như vậy.
Thì em nói chuyện với 10 nông dân thì khoảng 9 nông dân nói là ôi Tuấn ơi, phải diệt con trùng chứ. Con trùng nó, người ta nói nó ăn cái rễ tiêu. Trời đất ơi. Hồi hôm qua gặp cái chị trong vườn tiêu đó, chỉ thuê công hái cà, người ta thấy trùng đất quá nhiều khi cái vườn xài. Năm ngoái nó tiêu nó chết xong họ xài từ tháng 10 năm ngoái. Thì chị nói Tuấn ơi, mấy cái người hái cà này, họ nói là con trùng nó ăn cái rễ. Tức là nông dân bị nhồi sọ đến mức mà mất đi kiến thức cơ học, khoa học cơ bản là con trùng là bạn nhà nông, con trùng là lưỡi cày muôn thuở. Con trùng người ta tính nếu trong vòng thí nghiệm anh, mà nếu điều kiện thuận lợi, một năm nó đi 1,000 mấy trăm km. Mà phải nó đi nó chơi đâu, nó đi tới đâu thì nó ăn tới đó. Cái miệng nó khoan thế này, nó khoan thế này. Và nó ăn đằng trước, thải đằng sau, trở thành đất tốt. Đấy, mà không biết. Tại vì sao hồi đó Tuấn nói ra là người ta biểu là không được. Là Tuấn nói ngay là anh vừa mới đi dự thảo cái hội nghị về diệt tuyến trùng đúng không? Tại vì đổ xuống là nó ngoi lên chết mà. Đúng không anh? Hồi đó có thuốc mà anh đổ vào tuyến trùng là ngoi lên chết. Chết sạch hết. Đó. Và nó chết như vậy, sau đó nó tan chảy trong đất. Thì cái đợt đó nó tốt thì người ta nói là cái thuốc tuyến trùng có dưỡng chất. Tại sao mấy lần sau đổ không xanh đi, không đẹp đi? Nó là như vậy. Chúng ta biết rằng là Tuấn nói lại thôi, tức là trùng của anh hoặc vi sinh vật trong đất á, thì một năm các nhà khoa học người ta tính là nó chết đi 50%, thì 25% là tan chảy trong đất để cây trồng hấp thụ, 25% là được con khác ăn lại và chế biến thành cái tốt hơn nha. Nên cả nhà phải vỡ vạc cái này giùm Tuấn. Thì cái chu kỳ của tiêu thì thấy vừa rồi có nhích giá lên đó, thì với Thuận Thiên cam kết rằng là cái tiêu chết như thế này, xử lý bác trên 6 trồng lại là lên. Hôm qua cái chị kia có cái vườn chết năm ngoái, xong thằng Phong xử lý trồng lại lên rồi. Nhưng mà em muốn đợi rằng là tới qua Tết để cho cái vườn nó vỡ vạc. Vì em sợ là nửa chừng họ không theo mình tới nơi tới chốn, nên không cho VTV quay. Mà em muốn quay cái đó là tại vì chết xong là không trồng lên lại được anh. Không trồng lên lại được đâu. Nhưng mà riêng với Thuận Thiên, đặc biệt đất có trùng thế này thì bác nó đã là 5 mấy rồi, lên 6 rồi. Nên xử lý lại một cái là trồng được ngay, chứ không cần phải đợi mà hát trên 6 đâu. Đó. Thì Tuấn nói để cho những cái nông dân còn cái trụ như thế này mà giá tiêu nó lên thì chúng ta mạnh dạng, Thuận Thiên cam kết 100% trồng lại là phải lên hết. Là phải lên hết. Trồng đúng là khoảng 14 tới 16 tháng hữu cơ là phủ trụ. Nha, là tới đỉnh trụ, đó là cam kết luôn, là như vậy. Rồi, vậy đi anh. Rồi, chào cả nhà nha.